chợ Vĩnh Trung nè cô chú. Về Vĩnh Trung Định Viên thì cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức một tô to quá chàng to rồi. Cá này kêu bằng cá gì vậy chị? Cái đầu to quá. Cá vuông. Cá vuông hả? Cá vuông. Cái vuông. Mới được cái đầu tiên lên đó cô chú anh chị. Bí. Bí trong nhà hả chị? Dạ. Rồi, mới ngon này. Hôm nay nhiêu ký? 25 luôn rồi cái này. Cái có 10 ngàn. Cái này ngon này cô chú ơi. Hết gai, cô bán nhiêu ký? Dưới sữa. Dạ. Đó, ở đây thì mặn nè, mặn thế nè. Dạ. Đây thì bưởi. Này là hôm nay nhiêu ký vậy chị? 35 ngàn ha. Rồi cái này cũng 35 luôn ha. Rồi, bông ghi á. Rồi đặc sản miền núi mình luôn hả? À, mình làm chua. Làm chua ha. Rồi, cái này là sò thanh ca phải không? Thanh ca nhiêu ký vậy cô? 1 ký 20 ngàn. Bánh cam rất là ngon luôn. Bánh cam, bò, cháo, dạ cô. Cháo bò. Cháo bò. Giờ Vĩnh Trung thấy ăn cháo bò có được. Năm nay bán em không cô? Bán đỡ. Đỡ ha. Không bằng mấy năm trước. Dạ, không bằng mấy năm trước mà cũng được ha. Không bằng mấy năm trước em. Công ty mà thật đó. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô sức khỏe nha. Cái quán cháo của bà Năm nha cô chú, rất là nổi tiếng ở chợ Vĩnh Trung. Cô chú anh chị mình có đi về chợ Vĩnh Trung thì ghé ngay ủng hộ bà Năm. Chợ Vĩnh Trung là cái tổ kiến của bà Năm. Dạ, tổ kiến bà Năm đặc trưng luôn. Đó, đây. Ngay góc chợ luôn. Về miền núi thì cô chú anh chị mình sẽ thấy những cái chiếc xe đạp như này. Mấy cô đi chợ bằng phương tiện xe đạp rất nhiều. Thì do đời sống bà con ở đây cũng tầm trung bình, không có khá gì nhiều của chú anh chị, bà con cũng còn đi xe đạp. Giờ thì hôm nay em mời quý cô chú anh chị mình cùng với em đi về một cái xã vùng biên giới. Xã này là xã Vĩnh Trung cô chú anh chị. Ở đây là thuộc tỉnh biên. Cô chú anh chị thấy không, bà con người ta đi chợ vẫn còn đạp những chiếc xe như vậy nè. Hôm nay thì em đi về tỉnh Biên, ghi hình chợ thôn quê tỉnh Biên cho cô chú anh chị mình xem. Như là ở đây là xã Vĩnh Trung nha cô chú. Mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng với em đi chợ Vĩnh Trung nha. Ở đây thì cô chú thấy nè, mấy chị bán đồ, bán giải. Rất là đẹp luôn cô chú. Xã Vĩnh Trung này thì bà con người ta người Khmer cũng rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Ở đây thì đặc biệt là có bà con ở đây thường ta nuôi bò nè, nuôi bò rồi trồng cây thốt nốt đó cô chú. Đặc sản đây là chiếu là nuôi bò với trồng cây thốt nốt là nhiều, làm lúa, làm giấy, làm lúa thì làm theo mùa của chú anh chị. Ở đây cô chú anh chị thấy nè, chị bán đồ nè, quá vàng đẹp luôn. Dạ chị, quá tết rồi bán im không? Dạ im. Im ha. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ dạ, cảm ơn em. Qua tết trời chị bán cũng được nha cô chú. Đây cô chú anh chị thấy thì bà con ở đây cũng rất là vui vẻ. Đây bán trang kia này cô chú, đồ gia dụng. Đây cô chú anh chị thấy nè, bên đây thì có chị gái bán cá, cá đồng, cá sông, cá lóc quá trời ngon luôn. Mình
mua lại hay là tự chị bắt hả chị? Mua có bắt hết này. Vậy ha. Dạ. Hay quá hay vậy. Cá lóc đồng con ngon ngon không? Trong hề sông nước mà không hay chết tới anh. Vậy hả? Ở đâu mà anh đi quay ra đây? Ở cái dầu Châu Phú. Vậy hả? Cũng An Giang. Mình lên đó cũng ha. Dạ. Chị ở đâu đi bán đây? Ở đường Tràm Trà Sư nè. Đường Tràm Trà Sư á. Sông nước mà. Đường Tràm Trà Sư là phải giỏi rồi. Dạ. Cái gô này là mình làm gì được chị? Đi xiệt. Xiệt ha. Cái gô ngon quá trời luôn. Hôm nay chị bán nhiêu ký? Tùy theo cá nhỏ nữa. Như cá này là bao nhiêu ký? Cá nào? Cái gô này nè. Dạ. 70. 70 ngàn ha. Ồ, cái gô đồng mà có 70 ngàn rồi cô chú. Rất là ngon. Mình cá lóc đồng nhiêu ký chị? 120 cá bự. Cá lóc đồng. Cá nhỏ 100. Đó, tùy theo con á. Dạ đúng rồi. Cá lóc đường Tràm Trà Sư luôn. Dạ, rồi. Thì mình ở vùng sông nước thì cũng đi chỗ này chỗ nọ mới có cá chứ chỗ không có đâu. Ở đây giỏi, ngày mà bắt được nhiều là giỏi lắm nha. Bây giờ khó bắt cá lắm. Dạ, cũng kiếm trong tỉnh thôi, có tiền cho con cái ăn, đi học. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Dạ. Mua mai bán đáp. Đầu năm em cũng cảm ơn anh. Đầu năm thì cô chú anh chị thấy thì vùng quê, bà con thì buôn bán thì chợ này thì bán cũng đổi một chút. Năm rồi thì quá trời te tua luôn, ai cũng thằng ấy hết. Rồi cảm ơn chị. Đây cô bán bún hả cô? Bún cá. Bún cá ở đây mình bán được giá cao không cô? Một tô nhiêu? 10 ngàn. Một tô có 10 ngàn ha. Cô có 10 ngàn rồi cô chú. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. Bây giờ đây thì cô chú anh chị thấy bán bánh bò nướng nè, nè. Bánh cống. Rồi bánh cống có đậu rất là ngon luôn cô chú. Bánh bò. Gỏi cuốn. Đây. Đây cô chú anh chị sẽ thấy cá nè. Cá mực. Ở đây cá rô phi nè, quá trời ngon nè, cá rô phi. Cá rô phi, cá chốt, cá lăng. Đây thì cô chú chị cũng thấy cá chả nè. Cá chả, cá chèn, cá chốt. Cá chèn ăn nhiêu ký vậy chị? Dạ, cá chèn 150. 150 cô chú. Cá chèn này đem về chiên là hết sảy luôn. Cái chèn này cái chốt luôn. Cái chốt mình làm sẵn là bao nhiêu 1 ký? 300 g, bắt 20 ngàn, 1 ký 70 anh. 1 ký 70 ha. Đó, cô chú anh chị mình có đi về chợ Vĩnh Trung này ghé em hội em gái nha. Em gái bán đây lâu hay em gái? Dạ, nửa năm rồi ha. Cảm ơn em gái nha, chúc năm nay làm ăn phát tài nha. Đây cô bán chè. Cái này hư rồi. Mình hư tê. Yeah. Trái đó này rau câu hả cô? Dạ. Rau câu chè cô chú. Bánh thốt nốt. Không. Bánh chuối đập. Cái này chuối đập hả cô, chứ không phải thốt nốt ha. Không. Thốt nốt không có đâu, mùa này mới bán giao người ta ngày qua. Thốt nốt không đủ làm nữa. Không đủ làm mà giao người ta luôn. Trời ơi đắt dữ vậy sao ha. Sao không? Tại cái mùa này nó không có. Không có trái hả cô? Trái chín. Dạ có trái. Trái nó chín không kịp phải không? Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay làm ăn phát tài nha. Rồi cô bán bánh thốt nốt mà không có trái thốt nốt để làm bánh luôn. Rồi. Rồi con cảm ơn cô. Bên đây thì có em gái bán bánh nè. Bánh bông lan, bánh đại yến. Rồi. Bánh đại yến rất là ngon luôn. Một cái là nhiêu tiền? Dạ, hai cái 5 ngàn. Hai cái có 5 ngàn thôi. Rồi quá rẻ luôn. Chuối nè. Thôi đừng quay anh. Dạ. Rồi cảm ơn em gái nha. Hai cái có 5 ngàn rồi cô chú. Giá rất là bình dân. Ở đây chợ quê là vậy đó. Cô chú anh chị thấy dài trong đường này thì bà con người ta bán đồ đồng không à. Cô đây bán đồ đồng nữa nè. Nhìn ơi con muốn. Cơm bún bẻ nhà luôn hả cô? Nhìn nghe quá ngon nè. Cơm bún, rồi khoai, thanh mì. Đầy đủ luôn cô chú.
Giờ anh đây thì cô chú sẽ thấy bánh khô nè, khô và chuối, bà kia chuối mà ngon ngon mà. Chuối nãy to to không? Chuối to quá à, còn nãy nhiêu? Nãy nhiêu tiền cô? Nãy 15 ngàn. À, nãy 15 ngàn. Rồi, chúc cô sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài. Rồi, mấy cô bán chuối. Bán chuối, bán ba khía. Cô đi mua chuối về làm bánh nha. Rồi. Ngon quá, hai nãy 30 ngàn. À, cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. À, giờ chợ Vĩnh Trung thì cô chú anh chị thấy heo rất là nhiều nha, thịt heo, thịt bò. Vùng này thì bà con người ta nuôi bò rất là nhiều luôn cô chú. Nói về Vĩnh Trung thì cô chú anh sẽ thấy bà bán trái thúc nốt cái gì bà? Thúc nốt mà nấu canh. Thúc nốt mà nấu canh được luôn. Dạ. Chuyện ơi. Canh nè, rau này nè, thơm nè. À, nấu canh luôn. Ừ. Rồi, lúc đốt rồi nấu canh, chắc ra nấu canh á. Ừ. Thúc nốt non để nấu canh. Chắc ra. Mà bán 1 ký là bao nhiêu? 1 trái. Trái nhiêu? 10 ngàn. À, 1 trái vậy là 10 ngàn ha. 3 trái. À, 3 trái 10 ngàn. Trời ơi, quá rẻ, đủ một nồi canh to thiệt to luôn. Canh được một buổi. Đè rau luôn chung đè. Dạ. Thơm luôn chút. Dạ, một cái chút ha. Ừ. Dạ. Nấu canh thịt heo còn ngon. Thịt heo còn ngon nữa hả? Còn ngon. Dạ. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Năm nay phát tài nha. Bảy độc. Mùa trái thúc nốt 3 trái. Trái thúc nốt nhỏ của chú non á. Nó nấu canh ăn được. Nấu canh cái này. Ngon lắm. Bí luôn. Rồi con chúc bà sức khỏe nha. Năm nay tiền vô như nước nha. 10 ngàn 3 trái, cho tặng thêm miếng gạo luôn. Đây cô chú anh chị thấy thì chị bán đồ nông sản nè. Gạo nói chung thì chợ quê nhưng mà gạo đầy đủ luôn nha cô chú, không có thiếu gì hết. Cô chú anh chị thấy nè. Bầu đũa rồi quýt nè. Đây có cô bán bánh xèo rồi cháo. À, chị bán trứng, lựa trứng, trứng lộn ra bằng cái điện thoại luôn. Cô bán cháo với bánh xèo luôn cô chú, nhìn rất là ngon nha. Đây chị bán thịt, người cá, con cá này cái đầu nó to quá chàng to à. Con cá này kêu bằng cái gì với chị, cái đầu to quá. Cá vuông. Cá vuông hả? Cá vuông. Cá vuông. Anh mới gặp con cá này đầu tiên luôn đó cô chú rồi. Bao nhiêu ký vậy chị? Em mới gặp cái này đầu tiên luôn á. 50 ngàn ký nha cô chú. Bá chàng. Rồi cảm ơn chị nha. Cái đầu nó to lắm. Rồi giờ đây thì cái chốt, cái gô đồ đầy đủ luôn cô chú. Cô bán xoài về vùng núi này thì cô chú cũng thấy xoài cũng rất là nhiều. Rồi các quả lọc. Hôm nay thì cá quả lọc bao nhiêu ký vậy cô? Mình xài keo. Xài keo ha, chứ không phải xài cá quả lọc ha. Cái này cũng vậy luôn. Nhìn giống giống với xài cá quả lọc. Dạ. Quả lọc bên đây á cô? Bên đây Đài Loan. Dạ, bên đây là nhiêu ký? Có 10 ngàn à. Ờ, có 10 ngàn thôi. Ủa năm nay sao xoài rẻ vậy ta? Năm nay rẻ hả cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay mua mai bán đất làm ăn phát tài nha. Năm mới tiền giàu như nước.
Đây thì mấy cô bán cá nè, rồi bán đồ nông sản nè, quá tràn luôn. Con gì mà đưa hai cái giò lên vậy? Hai cái giò lên là con vịt. Cơm. Cơm nè, ớt nè. À, cái này là bông lục bình. Dừng ơi, cái này nó canh ăn là hết chảy luôn. Cái này là chị mua lại, chị mua lại bán hả chị? Dừng ơi, quá ngon nè. Bông lục bình cho chú. Có măng nữa nè, chị đem ra bán lại cho chị. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay làm ăn phát tài, mua bay bán đắt nha. Mấy cô ở đây người dân tộc nhưng mà tiếng Kinh rất là gần luôn nghe cô chú. Bán ở chợ tiếng Kinh gần lắm. Chỉ có em không biết tiếng người Khmer thôi. Đây thì gà vịt nè, cá biển nè, rất là nhiều. Cá điều hồng, cá chê. Rất là ngon luôn cô chú. Mấy chị bán cá thì rất là nhanh tay. Chúng chị phải bán tôm nè. Cơm, cá lóc. Cá rất là tươi ngon, còn sống trên một chút. Đây là bông bí. Bông bí trồng nhà hả chị? Dạ. Quá ngon này. Hôm nay nhiêu ký? Ký 25 luôn rồi cái này. Ký có 10.000 ha. Bông bí 25 trái 10.000. À, em cảm ơn chị nha, chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Cô bán gạo. À, chúc vô chúc khỏe luôn nha. Giờ đây thì cô chú anh chị thấy gì, chợ quê nhưng mà bán không thiếu gì hết. À, cái này là trái mướp gai nè. Nhìn ơi, trái mướp gai đấy thì ngon luôn cô chú ơi. Mướp gai cô bán nhiêu ký? 12 ngàn. À, 1 ký 12 ngàn nha. Cô chú anh chị mình có đi chợ Vĩnh Trung thì ghé ngang đây ủng hộ cô nha. Cảm ơn hai cô, chúc hai cô sức khỏe nha. Này là dưa cải. Đây là con hến nè cô chú. Con hến luôn. À, đu đủ, nói chung là chợ ở đây thì bà con bán đầy đủ hết trơn. Đây thì cô bán rau muống nè, rồi rau dền nè. Người quá trời ngon nè, rau dền, rau muống tươi non luôn cô chú. Thêm tí nữa, thêm tí nữa. Mấy cô nói tiếng Khmer. Mua được 3 trái bắp nè. Mua thêm nữa không? Cô mua thêm nữa không? Nhiều đủ rồi ha. Yeah, nhiều đủ rồi. Rồi, chúc cô bán đắt hàng nha. Đây. Quá ngon. Đây cô bán mắm. Đây. Mắm này mắm bò hóc phải không? À, quá trời ngon rồi. Bao nhiêu một ký? 50 ngàn ha. Ngày ngon quá. Cô chú anh chị mình có đi chợ Vĩnh Trung ghé hộ cô nha. À, chúc cô sức khỏe nha, năm nay làm ăn phát tài. Cảm ơn cô. Bây giờ đây thì cô chú anh chị mình thấy thì bán trái cây, rồi bán cá này kia đầy đủ. Đây khô nè. Đó, khô. Đây cô bán nguyên cái sạch trái cây luôn. Rồi vú sữa quá trời ngon luôn. Vú sữa. Dạ. Yeah. Ở đây thì mặn nè, đó, mình thấy nè. Dạ.
Đây thì bưởi. Này là hôm nay nhiêu ký vậy chị? 35 ngàn ha. Rồi cái này cũng 35 luôn ha. Rồi về ngồi. Quá trời ngon luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Chúc chị năm nay làm ăn phát tài nha. Tiền vào như nước. Đây anh bán khô nè. Tiền anh có khịa hoài. Ủa dậu, anh bán khô khịa em hoài nha. Dậu dữ lắm cho đồ ạ. Rồi. Hôm nay năm nay bán yêu không anh? Cũng rai rai. Lấy gai ha. Bán chợ này không ha? Ừ. Rồi. Cô chú anh chị mình có đi chợ Vĩnh Trung ghém hộ anh trai nha. À, chúc anh năm nay làm ăn phát tài nha. Mùa mai bán đất. Bánh mừng người. Bánh chuối. Bánh chuối với lá dứa hả? Dạ, người một cái của bán nhiêu tiền? Chuối hạt 2 cái 5 ngàn. Ừ, 2 cái 5 ngàn thôi. Cái này là nếp hả? Nếp. Của em là bánh quê vlog. Nếp, cái này nếp. Nếp có đậu không? Đậu, đậu trắng. Đậu trắng luôn ha. Cũng 2 cái 5 ngàn luôn. 2 cái 5 ngàn luôn. Ồ, sao mà rẻ vậy? Mà sáng giờ bán được chưa? Bán được phân nữa rồi. Bán được có mấy cái rồi hả? Được phân nữa. Được phân nữa ha. Phân ơi. 2 cái có 5 ngàn đây cô chú. Cô bán cho con 4 cái đi, mở hàng cho. Phân ơi. Đeo vàng không đúng không? Mình ơi đeo vàng quá tràn luôn. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc năm nay làm ăn phát tài nha. Mình ơi. Cô chú anh chị thấy nè. Ê đúng không? Cô này là quay hai cái tay đúng không? Mình ơi đeo vàng quá tràn luôn rồi. Bán trái cây em ngày sớm 1 cây vàng đó nha. À, chúc cô sức khỏe năm nay phát tài nha. Anh khịa hoài à. Cái anh là vua khịa ở chợ này nè. Cô chú anh chị thấy thì các anh chị ở đây rất là vui. Ở đây thì cô chú anh thấy là bán thịt này kia nè. Cá đồng. Cá đồng này kia nè cô chú. Nói chung này dài dài cái vùng này thì cô chú anh chị thấy là cá đồng rất là ngon. Đó. Cá lăng nè, rồi cá chê nè. Đúng. Dạ. Yeah. Cô bán cá đồng ở chợ Vĩnh Trung á. Ờ cái này là trái chút rồi. Ơi trái đặc sản của miền núi nè cô chú. Hôm nay bán nhiêu ký vậy cô? Chút 1 ký 100. Trời ơi 1 ký 100 ngàn. Còn cô bán dưa muối rất là ngon luôn nè. Bán dưa muối rồi xài chín nè. Rồi cái này là cái gì cô? Cái này là kêu bông bi. À. Bông bi làm cho chua. Bông bi á. Bông bi. Bông ghi á. Là đặc sản miền núi mình luôn hả? À, mình làm chua. Làm chua ha. Trời ơi. Cái này là sò thanh ca phải không? Thanh ca nhiêu ký vậy cô? 20 ngàn. 1 ký 20 ngàn. Sò thanh ca này ngon lắm, nó thơm lắm. Rồi cô bán ở đây cũng lâu năm rồi ha. Cô ở đây cô bán lâu rồi. Cô người Kinh là người Khmer. Người Khmer nói chuyện người Kinh quá gành luôn rồi. Tại nó sống tầng sống nãy tới chứ xe. Vậy ha. Gần cả ở Vĩnh Trung nè. À dạ. Rồi con chúc cô năm nay làm ăn phát tài nha. Tiền vào như nước. Ồ. Oh, chị bán cá mà gần cái này nó lóc xuống luôn. Nó lóc xuống một cái là rồi đó nha. Đây luôn. Rồi chúc chị năm nay phát tài nha. Tiền luôn. Có mấy cô thì bán đồ đồng nữa cô chú. Nè mày để những gạo ở trên đồng xuống nè. Cô bán gạo đắng với gạo muống. Sáng giờ bán được chưa cô? Chưa được nữa ha. Bán hết này được bao nhiêu tiền? Được 100 ngàn không? Không tới đâu ha. 50 ha. Dạ. Rồi. Ghi hình lên chút cho cô bán hết hàng về sớm nha. Dạ. Cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe nha. Cô mua gạo này là bẻ đồng ra bán rồi chú. Một ngày chỉ cô bán cỡ 50 ngàn thôi. Cô chú anh chị mình có đi chợ đi ghém hộ cô nha. Chưa có. Cô mua bánh mì quá tràn luôn. Chúc cô sức khỏe nha. Mua bánh mì quá nhiều. Rồi giờ đây thì có bán bánh mì thịt nữa nè cô chú anh chị. Bánh mì thịt. Đây thì cá.
cá rô phi, cá lồng tông, ngọc dung. Quá trời ngon nè, bông súng luôn nè cô chú. Ở đây thì cô chú chỉ thấy là măng nè, măng rồi bông súng, nói chung là đồ núi cũng rất là ngon. Rồi đây cô chú vừa thấy nè, trái su cũng của miền núi mình luôn nè nha. Trái su đậu bắp đầy đủ. Đây. Về dùng này thì cô chú chỉ thấy xoài thanh ca. Xoài thanh ca thì ăn nó rất là ngọt mà nó ngon lắm cô chú. Xoài thanh ca này là dưa hấu. Chợ này dùng quê. Đây đặc biệt có chị đó. Nước cá lóc bán nè. Này mình bán con hay gì cô? Dạ, yeah. Một con cô bán được nhiêu tiền? Ghi hình cho bà con. 30 có, 40 có, 50 có, nhỏ 4. Lớn. Thì theo con nhỏ lớn ha. Cô chú anh chị mình có ăn cá lóc nướng thì chạy vô chợ Vĩnh Trung ghém hộ cô nha. Một con 30, 40, 50 đầy đủ. Có cái chơi luôn kìa. Quá trời ngon rồi. Rồi, con cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay mua mai bán đất làm ăn phát tài nha. Một con có mấy chục ngàn thôi cô chú anh chị. Đây, giờ giờ đây cô chú anh chị thấy nè, khô bánh khô nè. Khô mắm rất là ngon luôn. Quá trời luôn. Ở đây cô có bán mắm bò hấp gì không? Là cái loại nào đó cô? Con nhìn cái coi. Đây đây ha. Bò hấp cá lóc. Bò hấp cá sặc, rồi bò hấp cá lóc. Nó đặc trưng của đồng bào dân tộc luôn nha. Đồng tộc Khmer. Đặc sản của dân tộc Khmer. Dạ, rất là ngon luôn. Rồi, cảm ơn cô nha. Chúc cô năm nay mua mai bán đất, tiền giàu như nước nha. Cô bán mắm đặc trưng của miền núi. Đây, giờ giờ đây thì cô chú anh chị thấy bán thịt heo rất là nhiều. Đó, giờ anh đây những có cải thịt heo nè. Đây bán trái cây. Trái cây rồi bún này kia nè cô chú. Trong này bán thịt heo, thịt bò rất là nhiều luôn. Đây thì cô bán khoai mì. Bánh khoai mì. Nghe bánh khoai mì rất là ngon luôn. Này cô bán cái gì vậy cô? Cơm rượu. Cơm rượu ha, cơm nhất thang ha. Dạ, nó ngon quá. Cái này chợ mình bán im không cô? Được mà. Cũng được ha. Lâu lâu. Ăn hơi chậm tí ha. Dạ. Chậm tí mà ít người lắm. Ít người. Dạ. Nhưng mà bán cũng hết ha. Dạ, rồi cảm ơn cô nha, chúc cô năm nay làm ăn phát tài nha, tiền giàu như nước. Ơi thấy cô rất là vui luôn. Rồi chúc cô sức khỏe luôn nha, quá vui rồi. Ở đây chị bán rau củ quả. Cô chú anh chị mình có đi chợ Vĩnh Trung này ghé đi ủng hộ mấy cô mấy chị nha. Đó, mấy cái là rất là vui vẻ. Đây có cô bán cá nướng đó nè. Ôi nướng ngon thế. Quá ngon rồi, bà con bao nhiêu vậy cô? 40 ngàn thôi nè, cá lóc, cá chê. Một ngày bán được nhiều con gì không cô? 22 con. 22 con ha. Dạ. Về miền núi thì cô chú anh chị cũng thấy bán cá lóc nướng buổi sáng nha. Mấy chợ khác thì không có đâu, có chợ này người ta ăn buổi sáng luôn. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô năm nay làm ăn phát tài, mua may bán đắt nha. Quá chàng rồi. Đăng lên hơi út luôn. Chợ cô bán nổi tiếng ở chợ Vĩnh Trung luôn nha. Rồi, cảm ơn cô. Bên đây thì cô chú sẽ thấy dừa nè, trái dừa tươi. Và đây thì bán đồ tạp hóa, đồ gia dụng.
về dùng này thì cô chú anh chị mình đi chợ thì cũng ghé qua ăn cháo. Ở đây đặc trưng thì cháo bò ở đây thì rất là ngon luôn cô chú. Ở đây thì bán thịt heo, thịt bò rất là nhiều. Thịt heo, thịt bò thì không thể nào ghi hình được cô chú anh chị, ghi hình xa xa đây. Ở đây là một số hình ảnh em ghi hình ở chợ Vĩnh Trung. Đấy, cô chú anh chị thấy nè, em tập quá gạo này rất là nhiều nè. Trên đây thì là một cái chợ để bán đồ ăn trên này nè cô chú. Đấy, đường này thì cô chú anh chị mình ăn cháo bò hay là bún này kia này vô đường này nha, rất là nhiều. Đường bánh cam rất là ngon luôn. Cam, bò, cháo, cháo bò, cháo bò. Về Vĩnh Trung phải ăn cháo bò mới được. Về Vĩnh Trung phải ăn cháo bò. Cháo bò là đặc sản ở đây đặc luôn. Đặc sản Vĩnh Trung. Năm nay bán im không cô? Bán đỡ. Đỡ ha. Không bằng mấy năm trước. Dạ, không bằng mấy năm trước mà cũng được ha. Bán được, không bằng mấy năm trước em. Công ty mình thích đó. Dạ. Mình cho nên mình ăn. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe nha. Năm nay làm ăn phát tài nha. Dạ, bánh cam nè cô chú, rất là ngon. Đó ngon, nó đặc sản Vĩnh Trung. Dạ, đi cho Vĩnh Trung luôn. Nói dài anh đây thì về đây cô chú anh chị thấy bún nè, cháo nè, đặc biệt là cháo bò. Cháo bò ở đây rất là ngon. Đây cô bán thịt chả giò, thịt heo. Quá ngon luôn người cô chú ơi. Để giờ anh đây thì cô chú anh chị thấy nè, bún rồi bánh bò, bánh cống, đặc biệt đây em thấy có cái loại bánh cống này rất là ngon nè. Rồi chúc cô bán đất hàng nha. Giờ dài đây nè cô chú, bánh cháo rất là nhiều, cháo với bún. Cô chú vừa thấy đầy bún nè. Đây cô bán này bán bánh cháo hả cô? Bánh canh ha, bánh canh bột sắt ha. À, bánh canh bột sắt đặc trưng của miền núi rồi chú. Rất là ngon. Đây chị gái bán bánh xèo. Bánh xèo chuyên tại chỗ luôn. Đó, dài dài đây thì cô chú anh chị thấy nè. Cháo heo. Đây cô bán mì hủ tiếu. Thì cái chợ này thì rộng lắm cô chú nha. Bên đây thì ra ngoài đường lộ nè. Ở đây thì có bán đồ đầy đủ luôn. Dài đường này vô nè cô chú. Đây. Rồi vậy là em đã ghi hình hết cái khu chợ Vĩnh Trung cho cô chú anh chị mình xem. Giờ em đi ra đường này nè cô chú, để em ghi hình phía ngoài đường cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, cái đường phía trước em nè, đó cái đèn xanh đèn đỏ đó là mình đi thẳng về nhà bà Trịnh Biên Châu Đốc cô chú anh chị. Đó, đường này nè. Còn cái đường bên đây nè là mình đi về Chi Tôn. Đây là phía trước chợ Vĩnh Trung nè cô chú. Về Vĩnh Trung Định Biên thì cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức một tô cháo bò là đặc sản ở đây, ăn rất là ngon luôn cô chú. Thứ hai thì bánh canh Vĩnh Trung thì cũng rất là nổi tiếng. Đây là một số hình ảnh ở phía trước chợ Vĩnh Trung, ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Đây chợ Vĩnh Trung nè cô chú. Cơm nè. Đó, đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt là cháo bò. Cô chú anh chị mình về chợ Vĩnh Trung nhớ ăn cháo bò nha. Cháo bò ở đây rất là ngon, đặc trưng của vùng này nè. Đây cô bán cháo bò cơm tấm. Đây rất là ngon luôn cô chú. Cô xin ghi hình chút nha cô. Dạ. Ồ cháo bò sáng ăn ngon quá. Ở đây bà bán cháo bò giá rất bình dân cô chú. Dạ. Một tô có 25 ngàn thôi.
rẻ bất ngờ luôn á, rất là ngon mà rẻ nữa. Đó, cô chú anh chị mình có đi về chợ Vĩnh Trung ủng hộ bà nha. Ở đây là tiệm gì cô? À, quán bà Năm. Bà Năm ha. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình có đi về Vĩnh Trung ghé ủng hộ bà Năm nha. Đó, cháu bộ đây bà nấu rất là ngon. Tại ngay chợ Vĩnh Trung luôn. Chắc bán lâu năm rồi hả bà Năm? 55 năm rồi. 55 năm rồi ha. Dạ. Người. Bởi vì ăn ngon quá. Con ăn tô cháo bò sáng ngon mà giá lại rẻ nữa. Dạ. Còn... với bán người ta thì 30-35 xe du lịch. Dạ. Vậy ha. Dạ, dạ người địa phương ha. Dạ. Chú bớt con. Dạ. Bà Năm bán mấy chục năm rồi. 55 năm rồi. Rồi con chúc bà Năm dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay làm ăn phát tài, thì giàu như nước luôn nha. Dạ, cảm ơn nhiều. Rồi cô chú anh chị mình cũng bán dân đi phố tây đó. Dạ. Không biết. Dạ. Xe kiếm bà Năm không? Dạ kiếm bà Năm không ha. Con ghi hình bà Năm nên cho bà con biết. Dạ, đang cảm ơn con nhiều. Qua COVID cái bán lại. Dạ, bán lại bình thường con không có gì hết. Quá ngon. Rồi cảm ơn bà Năm. Đây là cái quán cháo của bà Năm nha cô chú. Rất là nổi tiếng ở chợ Vĩnh Trung. Cô chú anh chị mình có đi về chợ Vĩnh Trung thì ghé ngay ủng hộ bà Năm. Ghé Vĩnh Trung là cái tổ kiến của bà Năm. Dạ, tổ kiến bà Năm đặc trưng luôn. Đó, đây. Ngay góc chợ luôn. Rồi, con cảm ơn bà Năm. Chúc bà Năm sức khỏe. Bye bà Năm. Dạ, dạ, bye bye bà Năm. Rồi, vậy là em đã ghi hình hết cái chợ Vĩnh Trung cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Dạ em xin khép lại video đây nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo. Nếu có thời gian thì em sẽ đi về vùng này. Em ghi một số hình ảnh đời sống cho cô chú anh chị mình xem cái đồng bào ở đây sống như thế nào nha. Ở đây thì em thấy thì bà con người ta nuôi bò rất là nhiều. Đó.